Đây, bà con ơi, kính thưa bà con cô bác. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con cô bác mặt ông gừng nè. Trời ơi, mặt ông. Ông này là ở xóm tôi nha, ông đi bắt về nè. Đó, chú ấy bắt về là còn nguyên chắc luôn. Đó, bây giờ cái mình gặp thì mình kêu lại mình mua, rồi chú ấy sẽ dắt ra tại chỗ. Đảm bảo là mặt ông nguyên chất, chất lượng cao. Đó, tinh khiết, không pha trộn. Này đi từ sáng giờ đó hả chú? Được. Đi bờ biển. Chú này á là theo tôi biết là gắn bó với cái nghề đi lấy ong gừng, lấy ong thiên nhiên này là 30 năm rồi đó. Chú ấy lấy về rồi đi dài dài ngoài xóm vậy đó, ai thấy rồi mua thì kêu lại, rồi chú ngồi chú sẽ dắt ra tại chỗ bán luôn. Chứ chú không có đem về nhà rồi dắt mà bán sẵn. Tại thời buổi bây giờ bà con cũng biết mà, ví dụ mà chích nước đường, chích tạp chất để mà lừa gạt mọi người rất là nhiều. Một lít mật ong là nguyên chất là cả triệu bạc. Thành thử ra đó là bọn gian thương nó đâu có ngần ngại mà pha chế ra. Đó, chú ấy là để từng ổ vậy đó. Khi mà bắt á, là chú ấy cắt bỏ cái phần về ổ ở phía dưới có con đi á, các bạn. Tại vì á, là thứ nhất là nó gồm gà. Cái thứ nhì á, là chú ấy làm như vậy á, là con nó vẫn đảm bảo còn sống. Rồi nó sẽ quay lại những cái khu vườn đó đó. Nó sẽ tiếp tục làm ổ mới. Đó, rồi chú ấy chỉ lấy cái phần ổ phía trên có mặt của ông á, đem về bán thôi. Rồi chú ấy nhớ những cái khu vườn đó, rồi lâu lâu chú ấy quay trở lại để tiếp tục lấy tiếp tục. Mật ong này có nhiều công dụng lắm nha quý vị. Để một chút tôi sẽ hầu chuyện với quý vị về những cái công dụng của mật ong. Giờ mình coi chút nữa đi. Chú ấy chú cắt cái ổ nè. Đó, cắt ra. Đó, trời ơi, nhìn cái ổ ong coi. Nhìn thấy mắt thèm vậy quý vị. Cái này mà cạp 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 vô một cái ngọt béo thông cổ ngon lắm luôn. Đâu thử cái coi coi. Đây bóc miếng sáp ong này, sáp ong mà chú ấy dắt ra rồi vẫn còn sót mặt trong đó nha. Nè, bỏ vô miệng. Béo quá quý vị ơi, béo quá quý vị ơi. Mà công thiệt á, nhìn cái màu thấy không, nó không có đỏ sậm đâu, cái màu nó hơi tươi tươi. À, chú ấy cẩn thận không, dắt từ từ, tại vì là mật ong này giờ giá trị kinh tế cao lắm. Nếu mà mình gặp được những trường hợp như vậy thì mua 1 lít cả triệu, triệu hai. Còn nếu không thì lâu lâu gặp là phải cỡ 1,5 triệu đó. Còn mà công nuôi thì nó khác, lít khoảng 500-600. Đây, những cái ổ mà chú dắt rồi đó. Cái này là một hồi là tôi cũng lấy, tôi quý vị biết làm gì không? Ngâm rượu á, ngâm rượu cũng ngon. Trời, ngâm rượu vô rồi cái ngày uống ly thôi, bảo đảm kích thích đường tiêu hóa. Đừng uống nhiều nghe trời, uống nhiều say thì ông trời ông địa luôn á. Mà cái ông này á là chất tạo ngọt từ thiên nhiên, hồi đó tới giờ ông bà mình hay sử dụng để mà trị bệnh, rồi làm đẹp, rồi làm thức ăn. Nhưng mà tôi thấy là không phải là cái mật ong nào cũng giá trị như nhau đâu. Vì mật ong nuôi á, người ta thu hoạch xong á thì người ta phải nói chung là tôi nghĩ là phải để chất bảo quản, hay là phải để một cái nhiệt độ nào đó để tiệt trùng. Rồi người ta phải là bỏ các cái phấn hoa hay là những cái
chất gì đó để mà cong nó không bị bảo quản được, quản nói chung là được bảo quản lâu đó. Má tôi hồi xưa đó là khi mà ở xóm mà có ai đốt của ông á, má tôi hay chia lại cái để một cái chai ở trong nhà vậy đó, để dành ví dụ như là khi mà tụi tôi là còn nhỏ nè, con nít nè, bị ho đó, viêm họng là nhiều hơn hôm qua, má mới pha chung với một muỗng mật ong với một cái miếng chanh, vậy là tụi tôi uống vô là hết ho. Rồi ví dụ như bị phỏng hay là bị vết thương nào hay chạy giỡn, mà tụi tôi nhỏ mà chạy giỡn cái té có vết thương là tha mật ong vô cũng là mau kéo da non lắm, nó giống như là một chất kháng sinh vậy. Hôm nay chú ấy đi bắt cũng được hơn sĩ vậy, coi nhìn nó hơn sĩ. Đây là sĩ rồi đó. Chú ấy lường qua cái chai sĩ của chú, rồi chú lường qua cái chai này đó, rồi tặng chú ấy dắt tiếp. Nói về cái công dụng của mật ong là có thêm một cái nữa là trị hôi miệng nữa. Nếu mà bị hôi miệng là lấy mật ong nguyên chất này nè với cũng nặng miếng chanh vô, rồi cái mình xúc miệng là cũng hết hôi miệng luôn. Rồi phụ nữ thì dùng mật ong để làm mặt nạ, mà cái công thức làm sao thì tôi không biết, nhưng mà nghe nói là để làm đẹp da. Thấy thèm quá, ăn thử miếng nữa coi, ngon. Còn bây giờ là nghe nói là cái tình trạng bị tiểu đường nhiều đó, thì sử dụng mật ong này cũng là cân bằng cái lượng đường trong máu nữa nè. Đó. Rồi chị ho, chị cảm cúm, ôi nói chung là nhiều cái công dụng rất là tốt cho cơ thể. Đó. Mà để có một dịp mà gặp được những cái ổ ong nguyên chất như vậy nè là rất là hiếm lắm nha quý vị. Khi mà gặp vậy đó thì mình mua rồi cái mình sử dụng cái chai sạch. Nhớ là đừng có để có nước trong chai nha, tại vì có nước trong chai nó lâu ngày nó lên men, nó chua là nó hư cái mật ong đó. Mình sử dụng chai sạch rồi cái mình đựng mật ong, mình lấy nắp mình đậy rồi cẩn thận đàng hoàng, mình để nơi khô ráo và thoáng mát thôi. Mưa hả chú? Tôi nghe nói là mật ong này là cũng chỉ bảo quản được khoảng 2 năm thôi nha. Tại vì cái gì nó cũng có giá trị sử dụng của nó, có cái niên hạn sử dụng của nó. Một số người cứ nói để mật ong càng lâu càng tốt, cái đó là sai hoàn toàn. Tại vì mật ong mà nó trong đó thì nó cũng 70-80% lượng là đường rồi, một số lại là có một số cái tinh chất khác. Mà nếu mình để lâu quá thì nó sẽ bị mất đi cái mấy chất bổ dưỡng. Do đó sử dụng tốt nhất là trong khoảng 2 năm thôi. Đây bây giờ chú ấy là đã dắt xong rồi đó, còn lại cái trời ơi chai mật ong coi nè, nhìn nó ngon, nhìn nó hấp dẫn ha. Đây mấy cái ổ ong này nè, sáp ong này nè, lấy ra đó ngâm rượu, trời ơi mỗi bữa ăn uống ly cũng được, hoặc ngày uống ly, buổi sáng sớm uống ly cũng được. Mình ngâm rượu thì bỏ vô ngâm rồi thì nó tự động nó ra mấy cái chất ngọt trong đây còn nè. Nói vậy chứ trong đây nó còn mật nhiều lắm đó. Đó, quý vị thấy không? Ngâm được, tôi ngâm vô cái can này là được cỡ 3 lít. À, lấy mấy cái sáp ong như vậy đó là ngâm. Đây một lần nữa là cận cảnh cái chai mật ong thiên nhiên, mật ong gừng, hay nói đúng hơn là mật ong ruồi, mật ong ruồi thiên nhiên được người dân ở quê tôi bắt và bán lại. Tôi mua trực tiếp, dắt ra tại chỗ,
Đấy, tôi quay phim lên để mà hầu chuyện với mọi người chơi một chút xíu. Mong là chia sẻ một phần nào kiến thức của mình về mật ong thôi. Ai biết cái gì thì comment vô bổ sung thêm. Xin cảm ơn mọi người nhiều nha.